Nữ nghệ sĩ cho biết cô muốn về Việt Nam để an hưởng tuổi già, chứ không phải về Việt Nam để đi hát kiếm tiền. Là nghệ sĩ đầu tiên về Việt Nam là được cấp phép biểu diễn, nghệ sĩ Hương Lan cho biết thủ tục xin cấp phép biểu diễn ở Việt Nam hiện vẫn còn khó khăn. Trước đây bộ cấp phép cá nhân được phép biểu diễn ở Việt Nam, ở đây không có giấy phép, cá nhân có hiệu lực 3 tháng. Nếu đơn vị tổ chức biểu diễn nào muốn mời nghệ sĩ hải ngoại đi hát thì đơn vị đó phải xin giấy phép tổ chức một lần nữa. Việc giấy phép chồng giấy phép gây khá nhiều khó khăn cho nghệ sĩ nước ngoài muốn biểu diễn tại Việt Nam. Không những thế, việc trở về quê hương của Hương Lan cũng gặp rất nhiều khê, nghi ngại từ cộng đồng hải ngoại ở trong nước. Trước những nghi vực về lý do giọng ca nổi tiếng ở hải ngoại về nước, Hương Lan thẳng thắn chia sẻ, tôi là nghệ sĩ đã nổi tiếng ở Việt Nam rồi mới ra nước ngoài lập nghiệp. Xa quê đã lâu, tôi chỉ muốn về Việt Nam hát cho khán giả thương mến mình nghe. Lập trường của tôi là người nghệ sĩ, phải biết cống hiến cho nghệ thuật, cho khán giả yêu thương mình. Đừng quàng tôi vào, động cơ hay mục đích nào khác, tôi xin khán giả hai bên cho tôi ra khỏi phòng nghi ngờ. Tôi chỉ muốn là một nghệ sĩ thuần túy và xin hát. Nếu tôi được sống cảm nghĩ thật của mình, khán giả ở đâu, thương Hương Lan và Hương Lan tìm đến đó. 10 năm kể từ khi trở về nước, ngoài việc xin cấp phép biểu diễn và đối diện với dòng dư luận, bày tỏ ý kiến quy chụp, nếu không phải là một nghệ sĩ, phụ nữ mạnh mẽ, có lập trường, một nghệ sĩ khẳng định được tài năng của mình từ nhỏ đến lớn, có lẽ khó ai có thể vượt qua được những sóng gió thị phi như Hương Lan. Mỗi khi về Việt Nam biểu diễn hoặc nghỉ ngơi, Hương Lan thường tổ chức những hoạt động từ thiện và tham gia hỗ trợ quỹ, khiến cho nhiều người dân có hoàn cảnh khó khăn trong nước. Với cô, việc biểu diễn ở Việt Nam không mang lại thu nhập quá lớn, nhưng đó là niềm vui khi được hát trên quê hương của mình cho những khán giả đã yêu mến mình. Từ lâu mà bây giờ mới được nghe và nghe Hương Lan hát, bởi vì lẽ đó nữ nghệ sĩ có thể hát ở bất cứ nơi đâu, miễn là nơi đó có khán giả vẫn mong chờ được. Giọng ca còn thương sao đóng mọc sau hè. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thích, hãy like và share. Và đừng quên bấm nút đăng ký tại đây để xem thêm nhiều video hấp dẫn hơn của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.